Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Bích Lạc Quan, việc trên người của ngươi có thiên địa tuyền có bao nhiêu người biết? Trong số những người quay về có lẽ chỉ có Phùng Anh tiền bối biết. Vậy thì tốt, sự tồn tại của thiên địa tuyền cần phải giấu kỹ. Việc này một khi để lộ ra, chắc chắn là sẽ dẫn đến phiền phức. Trong Bích Lạc Quan có hơi ít người nhỉ? Ơi, nhân tộc Quan Hải có 2 đạo phòng tuyến. Đến nay, đại chiến bạo phát ra, bên này đại đa số người đều đã chạy đến đệ nhất đạo phòng tuyến rồi. Tình hình trận chiến nơi này vô cùng thảm liệt, không biết là trên đệ nhất phòng tuyến lại là cảnh tượng địa ngục đến mức nào. Quên không hỏi người, người nào đệ tử nhà nào vậy? Vãn bối, coi như là người của Âm Dương Thiên, nhưng không phải xuất thân từ Âm Dương Thiên. Nếu không xuất thân từ Âm Dương Thiên, sao lại gọi nhà người của Âm Dương Thiên? Vãn bối là cưới đệ tử của Âm Dương Thiên, là cô gia của Âm Dương Thiên, hảo phúc khí, cô nương của Âm Dương Thiên, đều là rất không tồi đấy. Nói ra thì phía Bích Lạc Quan có người của Âm Dương Thiên, đợi quay về có cơ hội sẽ dẫn người đi gặp. Bích Lạc Quan không phải là Quan Hải cho Bích Lạc Phúc Địa trấn thủ hay sao? Sao lại có người của Động Thiên Phúc Địa khác vậy? Mỗi một nhà Động Thiên Phúc Địa đều có điểm yếu và điểm mạnh của riêng mình, mọi người hợp tác với nhau mới có thể bù đắp cho nhau. Có đệ tử nhà khác ở đây cũng không có gì lạ. Lão Phu sao lại cảm thấy người đối với tình hình Quan Hải bên này giống như là không hiểu lắm vậy? Không giấu tiền bối, ta đối với Quan Hải bên này không biết gì hết. Đây là lần đầu tiên ta đến Quan Hải của nhân tộc. Sao có thể? Vậy sao ngươi lại bị ma tộc bắt được vậy? Cụ thể nguyên do không tiện nói, đợi sau khi vãn bối gặp được lão tổ sẽ tự bẩm rõ. Lão tổ bị thương rồi, chuyến này chưa chắc chúng ta đã gặp được ngài ấy. Nhân vật cấp bậc như lão tổ chính là cửu phẩm khai thiên, người thế này mà lại bị thương. Có phải đã bị thương khi chiến đấu với Mặc Chi vương tộc hay không? Khi lần đầu gặp Phùng Anh tiền bối rút lui, chính là lúc Mặc Chi vương tộc dẫn dắt Mặc tộc truy kích. Không sai, Mặc Chi vương tộc cũng không tốt hơn gì. Đến nay thì xem hai vị này, ai sẽ có thể hồi phục lại trước, thì có thể giành được phần thắng ở trên chiến trường. Kẻ này có bản lĩnh tịnh hóa Mặc Chi lực, lời này có phải thật không? Đây chính là Phùng Anh đích thân nói ra. Hơn nữa cả trăm nhân tộc được tịnh hóa, cũng thông qua khảo nghiệm của Hiển Mặc trận rồi, sẽ không thể giả được. Không thể sơ sót, người nghĩ cách bắt một tên mặc đồ về kiểm nghiệm một chút. Hai vị tiền đối không cần phải bận, phía đệ tử đây có cách kiểm nghiệm. Mặc Chi lực. Thần quá, thật sự là thần kỹ. Các ngươi đợi một chút, ta tiến vào thông báo lão tổ. Vậy ánh sáng của ngươi còn có thể tiếp tục dùng hay không? Có lẽ vẫn có thể dùng tiếp, nhưng mà không kéo dài được bao lâu nữa. Chẳng lẽ, đến một lúc sẽ tan hay thôi? Vậy thì cũng lãng phí quá. Tịnh hóa chi quang đến từ âm dương thuộc hành tự nhiên, cực kỳ quý hiếm. Cứ vậy mà nhìn nó tiêu tan đúng là quá đáng tiếc. Nếu là có cách bảo tồn gì đó thì tốt rồi. Thế nào, lão tổ chịu gặp chứ? Lão tổ không đáp lại, có lẽ đang ở trong thời khắc trị thương mấu chốt. Lão tổ trị thương đúng là không thể nào tùy ý ngắt đoạn. Nỡ như xảy ra chuyện gì, nhân tộc chúng ta sẽ tiêu đời mất. Đợi lão tổ xuất quan, ta sẽ bẩm báo rõ việc này với ngài ấy. Dù gì người cũng đã bế quan rồi, cũng không cần phải quá vội vàng. Vậy tiếp theo đây người có dự tính gì? Tự nhiên là công bố cách tịnh hóa của Dương Khai cho mọi người. Đến nay chiến sự đã khởi, tin tức này chắc chắn có thể làm phấn chấn, quân tâm đại đến mức lớn nhất. Tiểu tử, tiếp theo đây phải nhờ vào ngươi rồi. Bích Lạc Quan đại điện nghị sự, chúng lão quỷ đang làm gì vậy? Bên đó còn đang xung đột mà giờ lại bảo ta tới đó thì không phải đang đùa hay không? Trương sư đã đừng nóng nảy, nếu trung lão đã truyền tin cấp báo thì chắc chắn là có chuyện gấp. Người nhận quyền truyền đạt tới, các đệ tử bên dưới rằng cứ nghỉ ngơi đi.
Ta muốn nói chúng ta phải xông đến, được lời trị thương của vương tộc Mặc để giết chết hắn. Chứ làm gì phải ngày ngày mở mấy cuộc họp vớ vẩn ở đây. Ngươi có mạng qua đó giết, nhưng không có mạng quay về đâu. Ngươi cũng là người cầm đầu. Không nhỏ bé gì, nói chuyện thì động não chút đi. Ngươi nói ai không động não chứ? Ai đáp lời thì là người đó, các vị tiền bối. Lúc này tốt nhất là đừng gây thêm loạn thì hơn. Xin lỗi, đi trên đường làm chậm trễ chút thời gian. Tu môn thì không mất thời gian à? Tiền bối đi bắt tên Mặc đồ đó về, xem ra là muốn ta thi triển tịnh hóa chi qua ngay trước mặt mọi người đây. Dù gì, trước mắt nhìn thấy cũng chân thực hơn là nghe thấy. Điền tu trúc trưởng lão của Hy Hòa Phúc Địa. Trung sư đệ, ta nghe nói trong quan có một toán người mới vào. Hiển Mặc trận đã có phản ứng với một người trong số đó, chẳng lẽ chính là hắn? Không, là hắn. Bán bối Dương Khai tham kiến chư vị tiền bối. Là ngươi, đây hình như là trung sư đệ đã cấy cấm chế cho ngươi rồi. Có vẻ ngươi không giống như nào bị mặc hóa. Chẳng lẽ trong người của tên này có càn khôn tứ trụ? Điền sư huynh nói không sai, đúng là Dương Khai có thiên địa tuyển, một trong số càn khôn tứ trụ, là sự thật hay sao? Ta nói tiểu tử này khí chất bất phàm mà, quả nhiên là không giấu được mấy não già này, ta còn tưởng là đồ đệ của trung não cơ. Trung sư đệ, tên này xuất thân từ động thiên phúc địa nào? Tiểu tử này đã lấy hai đệ tử của âm dương thiên, nên cũng được tính là cô gia của âm dương thiên người. Không ngờ, lại là người của âm dương thiên, vậy chính là người một nhà rồi. Chắc chắn là tên này không phải là kẻ vô dụng, nếu không thì tông môn cũng không nỡ để hai đệ tử gả đi. Trung nương tiền bối từng nói, trong Bích Nà Quan có người của âm dương thiên, chắc chính là vị trưởng lão này. Dương tiểu tử, ngươi lấy đệ tử của ai? Người đệ tử đấy, một người là đệ tử thân truyền môn hạ của Từ Ninh Công trưởng lão, một người là đệ tử thân truyền của Trần Tu trưởng lão. Thì ra là Trần tiểu tử và Man tiểu tử, năm đó ta đi quá sớm, đệ tử của hai tiểu tử này chắc là vẫn còn chưa ra đời. Dương Khai, lúc ngươi tấn thăng khai thiên là mấy phẩm? Bẩm điền trưởng lão là ngũ phẩm. Ngũ phẩm. Tiếp theo chuyện ngươi phải làm là nghe cho kỹ đây. Điền huynh, chuyện này nói sau đi. Giờ Mặc tộc đang vây hãm Bích Nà Quan, trước mắt chính là lúc cần gia tăng sức mạnh ở phía ta. Lưu huynh biết Điền mỗ không có tâm tư gì, đây chính là kế sách của toàn nhân tộc. Ta đương nhiên là biết Điền huynh không hề có tâm tư, chỉ là sao ta cứ có cảm giác bất ổn nhỉ? Chuyện này liên quan đến toàn nhân tộc, không phải là chuyện của mỗi âm dương thiên. Lưu huynh nếu thấy khó xử, tốt nhất là nên giữ im lặng. Ấy, nếu ngươi có càn khôn tứ trụ, theo lý là chống lại được Mặc chi lực đúng không? Vâng, đệ tử biết ạ. Thân có thiên địa tuyền, chắc chắn là tiểu càn khôn rất dồi dào sức mạnh, cũng không sợ sự xâm nhập của Mặc chi lực. Ở chiến trường Mặc, chỉ có bát phẩm khai thiên mới có tư cách sở hữu càn khôn tứ trụ để phân thắng. Với lại, Mặc tộc cũng sẽ không tha cho bất kể võ giả nhân tộc nào có càn khôn tứ trụ. Chỉ dựa vào tu vi lục phẩm trước mắt của người, chỉ có thể rơi vào kết cục cùng tan biến với thiên địa tuyển mà thôi. Vừa rồi lúc ngươi nói tấn thăng chỉ có ngũ phẩm, cũng có nghĩa là kiếp này cực hạn của ngươi chỉ tới được bát phẩm, vốn không có tư chất sở hữu thiên địa tuyển. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chứ? Thế nên, tiền bối muốn ta hiến thiên địa tuyển.